behind.
tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So và có gì xảy ra thì đầu tiên
Sinh con những bước đi đầu tiên mẹ dìu lên
gắn với cho vay đó. Nói chung là ngày càng bền chặt, tình chúng ta ngày càng đậm thắm, và hai cháu chăm nhau hạnh phúc. Lên ngôi em bên anh nồng nàn đôi môi.
chiều vàng thu rơi, ngày giữa giang mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Quý cô và người, quý cô cụ bà, quý cô chú bác, quý vị anh thân nhân và các bạn bè nam nữ thanh niên gần xa của đôi bạn trẻ Lý Hùng Thu Hiếu. Ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt vời cho tình yêu lứa đôi và sự hiện diện của toàn thể quý vị là niềm vinh hạnh lớn lao cho tình yêu của đôi bạn trẻ Lý Hùng Thu Hiếu cũng như tình không gian của hai gia đình chúng tôi. Trong niềm vui hân hoan, lần đầu tiên cho phép MC Xuân Thanh được thay lời gia đình ông bà chủ hôn đôi bạn trẻ Lý Hùng Thu Hiếu. Nhà hàng tuyệt đối tự hào của chúng tôi xin hân hoan chào đón tập thể quý vị và xin được gửi đến tập thể quý vị lời chào, lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Kính thưa tập thể quý vị, con người chúng ta sinh ra lớn lên ai cũng mong muốn tìm cho mình được niềm yêu thương và chính yêu thương ấy sẽ đưa chúng ta đến bước đời của tình yêu và hạnh phúc. Ngày hôm nay trải qua những cung bậc thăng trầm của tình yêu lứa đôi, các bạn trẻ Lý Hùng Thu Hiếu đã gặp được bờ yêu thương hạnh phúc trong một bản yêu thương trước sự chứng kiến của tập thể quý vị. Và kính thưa tập thể quý vị, về với nhà hàng tuyệt đối lãnh đạo chúng tôi là về với yêu thương, về với hạnh phúc. Thì những lời chỉ bảo chăm sóc từ phía hai gia đình là điều không thể thiếu. Và trong thời khắc tình yêu đẹp nhất của đôi con trẻ, trong phép ban của chúng tôi xin trân trọng được kính mời quý song thân phụ mẫu cũng như vị đại diện cho hai gia đình cùng hân hoan trở về với sân khấu tình yêu để có đôi lời chúc mừng cho đôi con trẻ cũng như sự cảm ơn đến tập thể quý vị ngày hôm nay đã về chung chia niềm vui. Vâng, xin hân hoan chào đón và trân trọng kính mời. Chúng tôi cũng xin trọng kính mời vị đại diện cho hai gia đình chúng ta cùng trở về với sân khấu tình yêu. Và kính thưa tập thể quý vị, trong niềm vui hân giờ phút này gia đình chúng tôi đã hiện diện tại sân khấu tình yêu của nhà hàng Tình Tứ Tuấn Thảo, đặc biệt là nhân vật chính của chúng ta, đôi bạn trẻ Lý Hùng và Thu Hiếu. Trong cái niềm vui hân hoan giữa tình thông gia hai gia đình và tình yêu lứa đôi của đôi bạn trẻ, giờ phút này ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng được tuyên bố buổi lễ tân hôn của đôi bạn trẻ Lý Hùng và Thu Hiếu xin phép được bắt đầu. Vâng, xin chúc mừng tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta dành tặng cho nhau, chúc mừng quý hai gia đình lên nghĩa thông gia. Thưa tập thể quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Để rồi ngày hôm nay khi đôi con trẻ đến duyên chồng vợ, chắc hẳn rằng những người làm cha làm mẹ là người có nhiều tâm sự muốn gửi chia cho đôi con trẻ, cũng như thay lời cảm ơn đến quý vị ngày hôm nay đã về chung chia niềm vui niềm hạnh phúc với gia đình chúng tôi. Giờ phút này xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe những lời tâm tư tình cảm từ phía vị đại diện cho hai gia đình chúng tôi trong mối tình thông gia. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa hai họ,
Kính thưa toàn thể hội trường, hôm nay ngày đại tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức cho hai con cháu được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương và các ban ngành cơ quan. Không biết gì, không có gì nói hơn hết là tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các vị quan khách của hai họ đã bớt chút thời gian không ngại đường xa đến đây từ buổi lễ thành hôn của hai cháu con cháu của tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu tâm tình từ phía vị đại diện cho hai gia đình chúng tôi trong mối tình thông gia. Và để lên đất tại tấm thiện tình đó thì giờ phút này xin mời đôi bạn trẻ Lý Hùng và Thu Hiếu cùng trở về với tháp bánh vuông tròn, tháp bánh tượng trưng cho đất và trời cũng như tượng trưng cho tình yêu lứa đôi, rồi cùng chung tay các chiếc bánh ngọt ngào này. Vâng, xin mời đôi bạn trẻ. Vâng, giờ phút này quý vị đã được chứng kiến đôi bạn trẻ chung tay các chiếc bánh tình yêu và cầu chúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ mãi mãi được ngọt ngào như chiếc bánh tình yêu này. Vâng, xin cảm ơn và xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng trở về với tháp ly để cùng chung tay góp ly điều đồng, ly điều của lòng thủy chung đức hiếu, dâng lên cha mẹ cũng như thay lời tháp với đặt ơn sâu và lời cảm ơn đến quý vị ngày hôm nay và về chúc chia niềm vui, niềm hạnh phúc. Đây là thời khắc tình yêu tuyệt vời nhất cho tình yêu của đôi bạn trẻ Lý Hùng Thu Hiếu. Trong ánh sáng huyền ảo của màu tím cao lên, đôi bạn trẻ chúng ta đã cùng chung tay gấp dòng điệu đồng, dòng điệu từ máu đỏ con tim đã được hòa quyện vào nhau, minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ Lý Hùng Thu Hiếu sẽ mãi mãi được hòa quyện vào nhau như nước sông biển lớn. Đôi bạn trẻ và xin mời đôi bạn trẻ chúng ta hãy cùng dâng điệu lên quý cha mẹ để thay cho lời đền đáp những đặc ơn sâu. Vâng, những thưa tập thể quý vị, người Việt Nam, trái tim Việt Nam, đạo lý Việt Nam, và giờ phút này quý vị đang được chứng kiến đôi bạn trẻ nâng những ly điệu tình yêu dâng lên cha mẹ để thay cho lời đền đáp những đặc ơn sâu. Công cha như núi Thái Sơn, người mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vâng, xin mời các bạn trẻ hãy cùng rất nhiều quý sông thân. Vâng, thật hạnh phúc biết bao khi được nhận những ly điều tình yêu của các bạn trẻ. Và giờ phút này xin mời chú rể hãy mời điều người đại diện. Vâng, xin chúc mừng quý hai họ đã nhận được những ly điều tình yêu của đôi bạn trẻ. Và xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng cầm hai ly điều của chúng tôi và hãy cầm bằng tay phải, đứng nhìn vào nhau, chéo tay nhau lại tượng trưng cho một lời nguyện ước tình yêu mãi mãi bay xa. Vâng, kính thưa tập thể quý vị, với những công nghệ tiên tiến tại nhà hàng Phúc Thảo chúng tôi, tình yêu của đôi bạn trẻ Lý Hùng Thu Hiếu lại càng nở hoa. Và giờ phút này chúng ta đã được chứng kiến họ đứng bên nhau thật tuyệt vời, biết bao thật hạnh phúc, thật nồng ấm. Và xin mời quý vị chúng ta hãy rót đầy ly bia của mình đi ạ, để cùng hô lên để chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ Lý Hùng Thu Hiếu với những tình thân cha của hai gia đình chúng tôi. 1, 2, 3, chúc mừng. Vâng, xin chúc mừng tình yêu tuyệt vời của Lý Hùng Thu Hiếu, chúc mừng hai họ đã đem nghĩa thông gia. Xin mời hai họ hãy bước lên một bước để cùng ly bia tình thông gia của mình ạ. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu tuyệt vời của Lý Hùng Thu Hiếu đã gắn kết hai gia đình chúng tôi trong mối tình thông gia. Và giờ phút này, xin mời hai gia đình hãy cùng bước đến cùng ly với nhau đi ạ. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng quý hai gia đình rất nhiều và chúc cho tình yêu của bạn trẻ chúng ta mãi mãi bền lâu. Ngày hôm nay quý hai gia đình đã chọn nhà hàng Phúc Thảo chúng tôi làm nơi gửi gắm tình yêu. Nhà hàng tình yêu Phúc Thảo chúng tôi cũng có món quà dâng tặng cho đôi bạn trẻ làm kỷ niệm cho ngày tình yêu. Xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng nhận quà của nhà hàng tình yêu Phúc Thảo chúng tôi.
Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng các bạn trẻ, xin cảm ơn nhà hàng Phúc Thảo rất nhiều. Chúc mừng quý hai gia đình nhân nghĩa thông gia. Và một lần nữa xin chúc cho tình yêu của Lý Hùng Thu Hiếu trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Giờ phút này xin mời các bạn trẻ cùng quý hai gia đình hãy đến từng bàn để nhận những lời chúc mừng từ phía quý vị quý khách. Xin cảm ơn và chúc mừng. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly, một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, yo! Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly, một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, trong đề bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1, 2, 3 vô.
Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Tình yêu ngất ngây.